Như Lai Ứng chánh biến tri Chính là 10 danh hiệu Phật 10 thông hiệu Phía trước chúng ta đều đã học qua Phía dưới lại quy y Tức là quy mạng Vãng sanh luận chú nói Nên biết quy mạng Tức là lễ bái Xong lễ bái Nhưng cung kính không nhất định có quy mạng Trong quy mạng nhất định có lễ bái Trong lễ bái không nhất định có quy mạng Cho nên quy mạng tức là lễ bái Nếu lấy cái này tiến cử quy mạng làm trọng Quy là quay về Y là nương tựa từ đâu quay về từ lục đạo luân hồi quay về ta không làm việc lục đạo nữa trong lục đạo trước mắt chúng ta bỏ ác làm lành công đức bỏ ác làm lành tất cả đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ chúng ta bỏ ác làm lành không cầu phước báo nhân thiên đây thật là đã quy mạng nương tựa phật a di đà bổn nguyện ai thần của phật a di đà bây giờ gia trì chúng ta Loại gia trì này Tuy chúng ta vẫn chưa cảm nhận được Nhưng nó là thật Một chút cũng không giả Lúc nào quý vị mới cảm nhận được Phiền não của quý vị thật đã nhẹ Nhẹ một phần, cảm được một phần Nhẹ hai phần thì cảm được hai phần Nhẹ ba phần thì cảm được ba phần Quý vị phải buông xả Quý vị không buông xả Gia trì quý vị tự quý vị không cảm nhận được Tự quý vị có thể buông xả Thì sự gia trì quý vị cảm nhận được Quý vị đem thế duyên gạt bỏ Không còn để ở trong tâm tất cả thế duyên của thế gian có rất tốt rèn luyện chính mình không có cũng rất tốt một lòng niệm phật không có loại nào không tốt thuận cảnh rất tốt không khởi tham luyến đem tâm tham luyến buông xả ác duyên cũng tốt không sinh sân nhuế không phải đều giúp đỡ quý vị nâng cao sao Người tốt có ơn với chúng ta Người xấu cũng có ơn với chúng ta Tất cả đều giúp chúng ta nâng cao Người tốt tôi đem công đức hồi hướng cho họ Chúc phúc cho họ Người ác chúng ta cũng đem công đức hồi hướng cho họ Vì sao vậy? Vì họ tạo tác ác nghiệp Tôi biết tương lai chắc chắn họ vào đường ác Ba đường ác hy vọng họ ở trong đường ác chịu ít khổ Thường phải có tâm này Thì tương ưng với đạo Tương ưng với quy mạng